Chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Nhà F. Ngày hôm nay thì Nhà F đang có mặt ở Sun Grand City Ancora Residence, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một căn hộ rất rộng đã được hoàn thiện full nội thất, để xem những thiết kế và tiện nghi bên trong căn hộ này có gì đặc biệt. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong mà tìm hiểu. Xin mời các bạn. Chào anh Dung. Rất vui vì ngày hôm nay anh đã nhận lời mời của Nhà F để dẫn các khán giả của chương trình Nhà F tới thăm ngôi nhà của mình. Và giới thiệu qua một chút với các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Nhà F. Đây là anh Trung Kim, chủ nhân sở hữu căn hộ này và cũng đồng thời là chủ nhân sở hữu hai thương hiệu thời trang Duck Horse và 08 District tại 37A Lý Nam Đế, Hà Nội. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến cái phong cách thời trang duckwear màu đen thì các bạn có thể đến shop của anh Trung để có thể tham khảo, đúng anh Trung? Okay. Chào Duy và chào các bạn khán giả của Nhà F. Hôm nay rất là hân hạnh được mời các bạn vào thăm ngôi nhà của mình. Mời bạn. Đóng cửa. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ vào trong anh nhỉ. Ok. Cửa như chưa đóng. Đây. Đấy các bạn thấy không? Cửa rất là an toàn. Khi mà chúng ta chưa đóng khít thì nó sẽ có cái tiếng báo động để cho mình biết là cửa chưa đóng. Rộng rãi quá anh nhỉ. Cái căn hộ này của mình thì có diện tích là bao nhiêu mét vuông hả anh Trung? Tổng diện tích của nó là 162 mét. Wow, 162 mét, tức là diện tích tim tường đấy. Tim tường đấy. Thế còn thông thủy? Còn thông thủy là 155 mét. 155 mét, quá rộng. 155 mét quá rộng so với cả một căn hộ. Vậy thì anh bố trí cái công năng sử dụng như thế nào anh nhỉ? Thật ra trước ở cái bản chủ đầu tư để lại cho mình ấy thì mình có 4 phòng ngủ và một phòng thờ, một phòng kho đấy. Thế nhưng mà nhà mình không sử dụng hết, thế nên là mình đập thông bớt đi và chỉ để lại 3 phòng ngủ và một kho như này thôi. Tức là điều chỉnh xuống cho phù hợp với nhu cầu của đúng nhà rồi, mình thôi. Đúng rồi. Thật ra ở nhà anh dùng chủ yếu là màu đen, ghi và trắng. Lúc ban đầu ấy thì anh kiểu rất là kiểu mê cái màu đen. Thế nên là ban đầu ấy anh định dùng toàn bộ màu đen cơ. Nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ là thôi, nếu mà hơi nhiều đen quá thì nó sẽ nặng nề, nó sẽ hơi quá một chút. Thế nên là mình mới giảm thiểu cái độ đen nó lại. Dạ vâng. Còn cái này để cho nó hài hòa nhất có thể. Đúng anh nhỉ. Vậy thì khi mà thiết kế ngôi nhà này thì anh có sử dụng đến sự trợ giúp của những đơn vị thiết kế không anh? Có, anh có nhờ sự tư vấn và thiết kế của anh Hải ở Grand Design. Grand Design, Grand Design thì cũng là thương hiệu mà Nhà F rất là thân thiết, cũng đã làm được rất là nhiều chương trình của Grand Design rồi. Vâng, thôi bây giờ anh em mình sẽ quay lại cái không gian này đi, là cái không gian phòng ăn nhà anh đúng không? Vâng, phòng ăn thì ở bên này như các bạn đang thấy nó có một cái bàn console để những cái đồ trang trí. Chất liệu đồng anh nhỉ? Đồng. Là trên cái màn tường này. Nỉ. Cái này rất là đẹp. Cái bàn này là inox và đá. Mặt đá, mặt đá màu đen. Chung là rất là phù hợp với cả cái phong cách và triết lý của toàn bộ căn hộ của anh. Đây là bàn ăn. Bàn ăn. Cái bàn ăn đá này thì anh nghĩ nó rất là tiện. Thứ nhất là cái mặt đá này nó sẽ không bị xước này, hoặc là không bị làm sao đấy. Sau đấy thì mình có thể mở ra được. Nếu mà bàn ăn thông minh. Đúng rồi, khi mà mình ăn nhiều người mà mình cần diện tích nó rộng hơn một chút thì mình có thể mở ra. Đó, như các bạn đang thấy là khi mà nhà có đến đúng không? Đông người hơn thì có thể mở ra gập lại như này, biến thành bàn ăn cho 8 người thoải mái nhờ. Trong này là phòng kho anh. Trong này là kho. Em cũng đoán là như vậy, may mà đúng. Còn trong này là bếp chắc chắn rồi, bếp đây rồi. Ok, mời Duy và các bạn vào xem phòng bếp. Thì cái phòng bếp này nó cũng cái màu nó cũng gần như là vậy. Tức là nó cũng chỉ có những cái màu xoay quanh, bởi vì là nhà anh rất thích cái màu đen trắng một ghi mà. Đen nên là màu ghi thì sẽ không thể nào mà thay đổi những cái màu khác vào được. Còn sàn thì anh đã đổi thành cái màu đá, không phải là như cái sàn gỗ ở ngoài nữa. Vâng. Để cho thứ nhất là nó chống thấm, đỡ bị thấm nước hơn như là gỗ, và nó cũng sạch sẽ hơn, lau chùi rất là dễ lau chùi. Vâng. Và em cũng thấy là anh rất tinh tế khi mà anh sử dụng đan xen giữa đá, gỗ, gạch. Đây, những cái tông màu đen như của mặt bếp này, rồi tông màu trắng của mặt đá này, thì anh đã điểm xuyết thêm một số những cái chi tiết nó mang cái sự ấm cúng của gỗ nhỉ. Em đã nhìn thấy rất nhiều chi tiết trong nhà rồi, lát nữa thì các bạn sẽ được tìm hiểu. Nhưng mà đây, ngay trong cái khoang bếp này thì mình cũng đã thấy được là cái màu sắc của nó rất là sang trọng. Cái thích nhất ở cái bếp này chính là cái kính này, vì là anh nghĩ là nếu mà mình dùng kính nhiều ấy thì nhà nó sẽ thoáng hơn. Thoáng hơn, và mình cũng cảm thấy là nó có một cái chút gì đó nó hiện đại hơn anh nhỉ. Đúng rồi, nó sẽ hiện đại hơn là mình để toàn bộ là gỗ ở đây. Còn ở ngoài này thì nhà mình có thêm một cái lô da nữa anh nhỉ, để máy giặt và đồ phơi ở ngoài.
rất là thoáng, mở ra thì sẽ thông gió. Còn ở ngoài này là phòng khách. Đây, mời chị ngồi. À đây rồi, em nhìn thấy một cái chi tiết mà em rất thích. Nói chung là bộ sofa này. Những bộ sofa thì luôn là những chi tiết mà em rất thích khi mà bước vào trong những cái phòng khách của những căn nhà biệt thự hoặc là căn hộ. Mà cái bộ sofa này thì em lại càng thích hơn nữa vì là nó rất rộng và ngồi tương đối êm. Có những bộ sofa nhá, nhìn thì êm nhưng ngồi không êm. Nhưng bộ này nhìn êm mà ngồi cũng êm luôn. Không hiểu là chất liệu nó như thế nào mà em cảm thấy là khi sờ vào ấy nó cũng rất là mát. Cái bộ sofa thực ra anh đặt ở bên nước ngoài. Nước ngoài. Trước lúc anh nhìn thấy nó ấy, thì cái thiết kế này đã làm anh ưng mắt ngay từ đầu rồi. Thế nhưng mà sau khi anh chọn xong cái chất liệu ấy thì cái chất liệu này thứ nhất nó là chống thấm nước, một điểm rất là đặc biệt của chống thấm nước luôn. Anh nào thật không? Anh nào thật không? Thật. Em sẽ đi lấy nước. Ok. Các bạn đợi chút nhé để xem. Đây, thử đổ ngay vào đây. Thử đổ nhá. Ừ. Đấy nhá, có sự đồng ý của chủ nhà rồi nhá các bạn nhá. Thử đổ nhá. Thử đổ chỗ này đi, em đổ chỗ trống này đi. Chỗ nào cũng được đúng không? Đúng. À đấy, không thấm nước, không thấm nước. Không thấm nước đây. Đấy, mình lau ấy thì nó sẽ rất là đơn giản. Đấy, nó sẽ hết lại tức. À, rất hay, rất hay. Rất hay. Việc sử dụng cái chất liệu như thế này ấy, thì khi mà nhà có trẻ em chẳng hạn, có con nhỏ chẳng hạn mà lôi đồ ăn thức uống ở trên này mà đúng chẳng rồi. Hạn có đổ ra ấy, thì nó cũng sẽ không phức tạp hóa vấn đề như là những cái bộ salon chất liệu khác anh nhỉ. Đúng nó rồi. Sẽ thấm rất là nhanh, nhưng mà cái bộ này thì như các bạn vừa thấy, anh em tôi vừa demo xong thì không thấm nước và ngồi cũng rất là sướng đúng không? Tại sao mà trong gia đình của chúng ta lại không sử dụng những cái vật liệu như thế này? Rất là hay. Cũng là lần đầu tiên em thấy cái vật liệu như thế này đấy, lần đầu tiên. Ngoài ra thì đấy, như lúc nãy mà anh em mình vừa chia sẻ thì em cũng thấy là vật liệu anh sử dụng nó cũng đan xen giữa những cái màu đen của ghế da đúng không, màu ghi xám của những cái mảng tường và nó pha một chút ẩm cúng của cái mảng gỗ ở đối diện đây. Ok, đúng không? À, ngoài ra em thấy nhà anh có một tủ rượu rất là rộng nữa. Thì chắc là anh có sở thích sưu tầm rượu hay là anh thích uống rượu? Thật ra cái sở thích của anh chính là mua rượu thôi. Mua rượu thôi. Không phải là uống rượu, chỉ là mua rượu thôi. Vì anh khá thích rượu và cái tủ bày rượu đó khá đẹp nên là vâng. Mua để bày. Tức là mình thích thì mình bày thôi chứ đúng cũng rồi. Phải là mình thích uống đúng không? Và đây, anh em mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái ban công này đi. Như các bạn khán giả của nhà em đang thấy thì hôm nay thì trời nó hơi sương anh nhỉ, hơi sương chứ còn nếu mà bình thường thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn ra phía trung tâm thành phố. Đúng rồi. Đường Trần Khắc Chân anh nhỉ, rất là thoáng. Ngoài này thì em thấy là rất là nhiều chậu cây, không biết là có phải là phong thủy không anh? Không phải phong thủy đấy bạn, nhưng mà thật ra mình để cho nó mát và vâng. Nó có cây ở nhà thì nói chung là nhà có cây thì nó sẽ mát hơn. Vâng, tạo thêm một ít cái không gian xanh anh nhỉ, đỡ bê tông hóa đúng không? Đúng rồi. À đây này, bây giờ thì mình sẽ thử xem cái phòng này trước đi. Nhà anh thực ra có một cháu. À, có một cháu, có một cháu nhỏ. Thế nên là anh thiết kế phòng này cho cháu nó chơi và vâng. Hoạt động sinh hoạt ở đây. Vâng. Ngoài ra thì mình dùng cái kính này để nếu mà ở ngoài mà trông em thì sẽ dễ hơn. Vâng. Khi mà đóng lại em mới chơi ở trong đúng không? Rồi. Thì vẫn có cái cửa kính để quan sát được. Đúng rồi. Và bên trong này thì nói thật là chắc chắn gia đình anh Trung là một người rất là yêu, rất là dành nhiều tình cảm cho con trẻ trong nhà, rất là quan tâm đến cháu anh nhỉ. Tại vì anh thấy là đồ chơi rất là nhiều, có cả nhà bóng này. Bố mẹ, rất nhiều bố mẹ nào cũng sẽ muốn cái sự tốt nhất cho con mình thôi. Vâng. Thì trước mắt thì nó cũng phải là một cái không gian sống nó thoải mái. Vâng. Nhưng mà trong gia đình anh là anh đã sẵn sàng dành hẳn cả một phòng này. Nếu mà về sau mà cháu nhà mình nó lớn tuổi hơn một chút thì mình sẽ thay đổi cái phòng này không anh? Có thay đổi thành cái phòng chắc của cháu không? Sẽ thay đổi một chút thành phòng của cháu luôn. Dạ vâng, chứ còn chơi thế này thì chắc là không chơi được mãi anh nhỉ. Lớn hơn khoảng đi học lớp 1 hoặc là cấp 2 chẳng hạn thì mình sẽ phải thay cái công năng của phòng này đi. Chính xác. Vâng, rất hợp lý. Còn như các bạn đang thấy thì hành lang này của nhà anh Trung vẫn tuân theo cái triết lý chung của toàn bộ căn hộ. Đúng, nó vẫn có cái màu ghi xám và rất là đẹp, sang trọng. Đây là phòng tắm. Phòng tắm đầu tiên. Phòng tắm đầu tiên. Tắm này thì sẽ dùng chung cho phòng khách và phòng đúng không? Ăn. Đúng rồi, chỉ dùng cho phòng khách và phòng ăn thôi. Vâng. Vì là những cái phòng ngủ khác thì nó cũng đều có phòng tắm riêng. Vâng. Nhà anh đã chuyển về đây sống được khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Anh chuyển về đây được 3 tháng. 3 tháng rồi. Vậy thì các bạn có thể nhìn ở trong này. Các bạn thấy sao về phòng tắm này? Các bạn có thể để lại những cái comment ở phía dưới, chúng ta sẽ cùng nhau bình luận và chém gió. Nhưng mà trước tiên thì tôi thấy là nó cực kỳ sạch sẽ, sau 3 tháng sử dụng mà nó như mới. Anh có thể chia sẻ một chút về những cái thiết bị vệ sinh ở trong này không anh? Cái thiết bị vệ sinh ở đây của cả nhà thì anh dùng Color. 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 Vâng, tại sao anh lại lựa chọn cái thương hiệu Color để lắp
Thật ra anh là người rất là kỹ tính ấy. Trước khi anh dùng toàn bộ thì anh đều đã đi xem hết tất cả mọi hãng rồi. Thì riêng Color nó đem lại cho mình một cảm giác gần như là khác biệt về cái độ tinh tế cũng vâng. Như là cái độ chất của nó. Vâng. Và nói về tính thực dụng thì thực sự là khi sử dụng, nhà em cũng sử dụng Color, và khi mà mình sử dụng thì mình thấy là nó rất sạch. Đúng rồi, nó rất là sạch, dễ lau chùi. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Tức là nó sẽ không để lại một cái gì nếu mà mình chỉ việc lau thôi. Rất là giản. Thôi. Cái bề mặt xử lý rất là tốt anh nhỉ. Đúng rồi. Nó cũng là một gợi ý cho các khán giả đang theo dõi chương trình nhà em có thể rất là đẹp và đẹp. Ôi bây giờ đứng trước ngã ba đường rồi. Ok. Và ở đây của anh còn một phòng to và một phòng nhỏ, thì Duy thích xem phòng nào trước? Thôi em nghĩ là mình sẽ dành cái phòng to nhất cho cái cuối cùng đi. Okay. Save the best for the last. Okay. Bây giờ anh em mình sẽ xem cái phòng ngủ nhỏ trước. Vâng. Nói là phòng ngủ nhỏ thôi nhưng em thấy là phòng ngủ này nó cũng rộng lắm đấy. Thật ra cái này, cái căn ở đây là hai phòng master. Vâng. Hai phòng cùng một diện tích chứ không có phòng. Do vậy thì phòng này nó cũng có phòng vệ sinh riêng. Đúng không? Cũng có phòng tắm riêng. Đó, như các bạn có thể thấy thì cái phòng tắm này nó cũng tương tự như là cái phòng mà chúng ta đã vừa trải nghiệm thôi. Nói chung là gạch và những cái thiết bị vệ sinh đều sử dụng những cái tông màu nó rất là sạch sẽ. Vâng, dễ lau chùi. Ở đây có một cái điểm khác duy nhất đấy chính là đây là phòng của bố anh ấy. À. Và bố anh là người rất thích cái màu be này. À, cho nên là hơi thay đổi một chút. Đây là màu gì nhỉ? Bạc xỉu. Màu bạc xỉu, màu đấy, cà phê sữa đấy. Thế nên riêng phòng này anh có thay đổi một chút về màu. Nhưng mà thiết kế thì vẫn sẽ đi theo một cái tông đơn giản, tinh tế và sang trọng. Vâng. Đây như các bạn có thể thấy là ngay ở cái táp đầu giường hoặc là những cái mảng tường bên này cũng được ốp. Cái này thì sử dụng vẫn là sử dụng chất liệu nỉ anh nhỉ? Đúng rồi, cái này là nỉ và mình ốp inox vào vâng. Những cái thanh ở đây. Tạo được cái sự sang trọng cũng như là ấm cúng đúng không? Cho cái phòng ngủ của mình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần mà anh Trung để dành lại cuối cùng đấy. Mà em chắc chắn là cái này anh ưng ý nhất đúng không? Phòng ngủ của anh mà. Chính xác. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Phòng ngủ của một nhà thiết kế thời trang, một người làm về thời trang thì chắc chắn là nó cũng phải rất thời trang rồi. Đúng rồi. À, cái phòng này ban đầu là một phòng ngủ lớn nhất và anh đã dành toàn bộ cái phòng ngủ này cho cái phòng quần áo của mình. Các bạn có thể nhìn một phòng. Và các bạn thấy sao về cái phòng thay đồ này? Thực ra là phòng thay đồ mà rộng như một cái phòng ngủ của một gia đình nhỏ thì các bạn cũng có thể hình dung được là cái mức độ chăm chút của anh Trung dành cho cái không gian này nó như thế nào. Anh bị kiểu như là mê hoặc màu đen đấy em. Thành ra là em có thể nhìn cả cái tủ quần áo to bên này của anh chị hay là bên này. Không biết các bạn nhìn qua camera các bạn có thấy rõ không, nhưng mà em thử mở ra nhé. Ok. Toàn màu đen luôn, không có màu gì khác cả. Nhưng mà chắc là mẫu mã thì nó cũng sẽ khác nhau đúng không? Chỉ có màu là giống nhau thôi. Mẫu mã tất cả sẽ khác nhau. Khác nhau. Đúng rồi. Đó, có mỗi màu đen mà rất là nhiều mẫu mã. Tất cả nó sẽ khác nhau. Vâng. Cái cách mà mình phối đồ khi mà mình mặc màu đen ấy nó có khác biệt so với cả ví dụ như cái tông màu khác mà mình mặc thường ngày không anh? Anh nghĩ là nó sẽ có khá nhiều cái sự khác biệt. Bởi vì là cái mặc theo màu này thì mình sẽ phải có một chút hiểu biết. Vâng. Nghĩa là phải có một chút hiểu biết vâng. Thì mới có thể mặc cái này một cách cẩn thận. Vâng. Nghe thì đơn giản tại vì đều là màu đen hết mà mình mặc cái gì lên thì nó cũng đen thôi, nhưng đúng mà rồi. Để mà phối thành một cái trang phục đẹp thì nó lại rất là chính khó xác, đúng không? Chính xác. Và các bạn muốn biết nó khó như nào hay các bạn muốn phối màu nó đẹp như thế nào hay là các bạn muốn thế nào thì các bạn cũng có thể đến shop của anh Trung như lúc nãy tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình để có thể trao đổi thêm đúng không? Đúng chia sẻ về cái phong cách này. Ngoài những cái không gian đấy có quần áo thì em nhìn bên này là những cái ngăn để mình để accessory nhỉ, đúng những cái đồ phụ kiện. Thật ra anh là kiểu yêu thời trang, anh yêu toàn bộ mọi thứ ấy. Tức là giày, dép hay là quần áo và cả phụ kiện anh cũng đều thích hết. Dạ vâng, và phụ kiện thì cũng là màu đen. Đúng rồi. Tất cả nó pha vào giúp màu trắng thôi. Ok, thế còn phía sau cái khoảng không gian thay đồ này là phòng ngủ. Đó. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ chính, phòng ngủ master, có thể nói là master của master trong căn hộ này. Thì đấy, phòng ngủ của anh Trung thì các bạn có thể thấy được là anh nghĩ đây phòng ngủ như kiểu nó đơn giản hết cỡ nhưng mà nó vẫn đủ cái yêu cầu của mình đưa ra. Dạ vâng. Nhiều người nói là nếu mà sử dụng màu đen trong phòng ngủ thì cảm giác nó hơi nặng nề, nó hơi tối, nhưng mà thực sự là khi mà anh là người sử dụng nhá thì anh thấy là buổi đêm thì cái màu sắc của nó sẽ như thế nào? Anh nói thật là lúc đầu anh còn định để tất cả cái này màu đen. Tất cả màu đen luôn, không anh, có cái mảng tường luôn. Không có cái mảng này, nhưng anh làm màu đen luôn, cái mảng nỉ này nó làm màu đen luôn. Đen xỉ luôn. Nó xỉ luôn, nhưng mà thì sao anh Hải, anh ấy cũng bảo là anh sợ nó hơi bị nặng nề quá, anh nặng không dám làm. Thế là mình bảo thế thôi được rồi, thế thì em cũng sẽ nghe anh em để màu này. Chứ ban đầu của anh định để màu đen ấy. Vâng. Với cả anh bị quen cái màu đen rồi, thành ra là
nếu mà nhiều người người ta nhìn màu đen ý, thì có thể là người ta cảm thấy nó hơi bị nặng nề, nhưng mà anh nhìn quen thì anh không thấy một cái gì cả mà mình còn thấy thoải mái. Vâng, thực ra như em mà thực ra em thì em cũng rất là thích cái màu đen, nhưng mà đen quá thì nó cũng hơi nặng nề thật. Tuy nhiên thì đến ngôi nhà của anh ấy thì sau khi mà được cái sự tư vấn của anh Hải, của anh Design và cũng như cái sở thích của anh là màu đen ấy, nó hòa trộn lẫn với nhau thì chắc là các bạn cũng không cảm thấy nó nặng nề đâu, đúng không? Các bạn thấy sao thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để chúng ta sẽ bình luận về căn hộ này. Nhã hơn đúng không? Nhã hơn đấy. Ok. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một căn hộ có diện tích rất rộng rãi và được thiết kế theo phong cách rất độc đáo của anh Trung. Anh Trung ơi, một lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay anh đã dẫn các khán giả của Nhã F đến tham quan ngôi nhà của mình. Ok, cảm ơn Duy và cảm ơn các bạn đã xem chương trình. Một lần nữa mình chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Và để tiếp tục ủng hộ Nhà F thực hiện những video tiếp theo như thế này thì cũng hy vọng các bạn sẽ ấn vào nút subscribe, đăng ký hay là ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.